bà chó này chưa biết tên, nhưng nhìn rất cute. Bà này bạn bốn mắt này, rất nhiều chó. Đây chó mẹ này, đây, đây bạn này này. Mục cần hoàn thiện nhưng mà tôi thấy là rất là đẹp. Đấy, phía trên kia là đồi thông. Buổi tối có đèn chắc là sẽ rất là đẹp này. Đây là đường xuống. Poppy. Đây gọi là con đường hoa hồng, rất nhiều hoa hồng vàng. Nhưng những cây này chắc là mới trồng nên là vẫn chưa được to lắm. Đây như là dâu, các bạn thấy thấy là đây là dâu này, dâu chín này. Đấy. Tôi vặn một quả ăn. Dâu chín nhá. Đấy. Hơi chua. Đây cũng là một khu nghỉ. Khu sinh hoạt chung. Có một cây hoa gì tôi không biết tên là gì nhưng mà nhìn rất là đẹp. À, các bạn thấy không? Đấy. Nếu như bạn nào đã xem cái kênh của Lý Tử Thất hoặc là Điền Tây Tiểu Ca sẽ thấy là không gian rất là đẹp. Đấy, chúng ta có khu vực bếp để co. Một bàn làm việc rất là dài. Đấy, chúng ta có thể ngồi nghỉ với cái view nhìn xuống phía dưới rất là đẹp. Đấy, chỗ này chắc là để nướng buổi tối này. Đấy. Không gian rất là đẹp. Đấy. Còn đây xuống khu nhà nghỉ riêng của từng phòng. Đấy, chúng ta xem lại cái đường view. Đấy. Đấy, hai bên trải đầy hoa, rất là đẹp. Bạn nào thích, đấy, các bạn có thể nhìn thấy xa xa đây là từng cái phòng nghỉ riêng. Mỗi một phòng có một giường đôi. Đấy, đây là trên đường xuống. Đây là hoa sim. Những đồi hoa sim, bạn nào đã từng nghe đến hoa sim ở Phú Quốc hoặc là nghe đến món rượu sim thì đây chính là hoa sim. Những đồi hoa sim. Và chúng ta lại bắt gặp một cây dâu. Rất nhiều quả ăn được. Các bạn sẽ thấy đây. Tôi đang hái một quả này. Dâu chín. Hơi chua. Hơi chua nhưng mà chúng ta có cảm giác là được hái trực tiếp từ cây.
chúng ta thấy là quay ngược lại lên cả một khu rất là rộng lớn đẹp. Bất chợt gặp một buồng chuối đây. Đi tiếp vào đây là khu nhà nghỉ. Đây. Lavender. Mỗi phòng hình như có vẻ như có một cái tên riêng. Đấy. Phòng cúc. À đấy rồi kia. Có 1 2 3 4 5 6 cái dãy phòng ở đây. Đấy, nếu mình nhìn lên trên nhà chính thì đây. Tất cả đều dùng cái nguyên liệu tre rất là thân thiện môi trường. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái khu đường xa xa kia là một cái đường đi bộ, chúng ta có thể buổi chiều đi bộ xung quanh đấy, lên trên đồi sông, đồi thông phía xa xa kia. Bên dưới rất là nhiều hoa và phòng chúng tôi ở là phòng Lavender. Chúng ta sẽ khám phá bên trong ở trong cái video sau nhé. Xin chào các bạn. Đây là cây sim nhé các bạn. Những đồi hoa sim, đây là quả sim này. Đấy, chúng ta đã biết đến món rượu sim. Như đây là những đồi hoa sim. Hoa sim. Chúng ta thấy một cây dâu rất là sai quả, chịu chịt luôn. Tôi sẽ hái một quả dâu ăn. Quả rất là to nhé. Quả dâu này không chua như những cây đấy, các bạn sẽ thấy rất nhiều dâu chín. Tôi lại bắt quả nữa. Đây. Rất là ngon. Dâu chín mọng này. Đấy. Bình thường mà ở chợ mua là nhiều khi cũng không muốn ăn đâu, nhưng mà dâu cứ phải hái tại vườn như này mới ngon. Đấy, đội tiểu yêu đây. Tiểu yêu đã đến. Rất ngon. Dâu rất chua. Thank you.
quanh